Hi, chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn ở trong video mới. Như các bạn đã biết thì khi chúng ta chỉnh sửa hình ảnh, chiếc máy tính của chúng ta cần khá nhiều RAM. Hiện nay những bản Photoshop thấp nhất cũng yêu cầu 4GB RAM. Những bản CC 2018, CC 2019 chúng ta phải có ít nhất là 8GB RAM để làm việc hiệu quả hơn. Thời gian gần đây thì giá RAM đang rất rẻ và đang có hiện tượng tăng giá, nên mình có mua thêm một ít RAM để thay thế cho hai cây 4GB đang có ở trong máy của mình. Mình sẽ mở hộp để các bạn cùng xem chúng ta mua RAM và chúng ta gắn RAM vào trong máy như thế nào. Nếu các bạn để ý, RAM thời gian gần đây đang có hiện tượng tăng giá trở lại. Ngày trước mình mua hai cây 8GB này với giá là 1,7 triệu. Bây giờ nếu chúng ta mua 1,7 triệu, chúng ta có thể mua được 16GB và chất lượng còn tốt hơn nữa. Ok, như bạn đã thấy thì chúng ta thấy được cặp RAM bên trong rồi, được bọc rất cẩn thận với hai lớp mút rất dày ở đây. Rồi, nếu các bạn nào muốn chạy kênh đôi thì các bạn nên mua một bộ RAM đi theo hai cây như thế này, chúng ta sẽ chạy được ổn định hơn và hai cặp RAM đó chắc chắn là giống hệt nhau. Cặp RAM của mình mua là DDR4, hai cây RAM, mỗi cây 8GB và bus RAM là 2666MHz. Hiện tại cặp RAM này có giá là 1,700,000 đồng. Ngày trước mình mua hai cây 4GB này, bus 2400 thì có giá là 1,800,000 đồng rồi. Ở mặt sau chúng ta có các thông tin về nơi sản xuất và số seri của cặp RAM này. Ở trên đây các bạn thấy được nhà phân phối là công ty Khải Thiên. Cặp RAM này được sản xuất ở năm 2019. Ok, khá đơn giản. Bây giờ mình sẽ bóc tiếp để các bạn xem bên trong. Cặp RAM của chúng ta có vẻ chưa bóc ra. Ok, chúng ta lấy ra. Ok, như vậy các bạn đã thấy được cặp RAM bên trong rồi. Rất giống cặp RAM cũ mình đang có. Chúng ta có một cây DDR4 LPX của Corsair. Phía sau chúng ta có số seri và cho chúng ta biết những thông số về tốc độ bộ nhớ và cache RAM. Như các bạn thấy, khi chúng ta mua những bộ nhớ tại thời điểm khác nhau cùng một loại DRAM 4 thì chúng không thể giống hệt nhau được nữa. Nhưng rất may là những máy tính của chúng ta trong thời gian gần đây có tính tương thích rất là tốt. Các bạn có thể cắm chung những cây DRAM 4 bớt 2400 với bớt 2600 mà không gặp vấn đề nào cả. Kể cả các RAM khác thì chúng ta vẫn cắm bình thường. Ok, chiếc RAM của chúng ta có độ hoàn thiện rất tốt. Đây là lớp tản nhiệt bằng kim loại giúp chiếc RAM của chúng ta giải nhiệt được nhanh hơn. Chúng ta có tiếp cây RAM thứ hai, rất giống với cây khi nãy. Khi chúng ta mua một kit như vậy thì hai cây RAM này chắc chắn là giống hệt nhau. Như các bạn đang thấy, chúng ta có thông số bộ nhớ giống hệt nhau, kể cả số seri ở bên trên cũng giống hệt nhau luôn. Ở trong thùng máy chúng ta có 4 khe RAM khác nhau với hai màu. Khi chúng ta gắn RAM có dung lượng khác nhau và tốc độ bus khác nhau, chúng ta sẽ gắn hai cây RAM có cùng dung lượng và có cùng bus vào một màu như thế này để chúng ta sử dụng được hiệu quả hơn. Khi gắn, các bạn lưu ý hãy mở chiếc khóa ở hai đầu thanh RAM này để tránh làm hư RAM của chúng ta trong quá trình gắn. Và khi mở, các bạn hãy chắc chắn những khóa này đã mở trước khi các bạn lấy thanh RAM ra. Như các bạn đang thấy, thanh RAM của chúng ta có một cái khe ở đây. Chúng ta sẽ đưa vị trí khe đó khớp với vị trí gắn RAM ở trên thân máy, chúng ta sẽ gắn được.
và không có gặp khó khăn nào cả. Nếu các bạn để quay ngược lại như vậy, các bạn sẽ không thể gắn được thanh ram này vào trong. Chúng ta sẽ cầm thanh ram như này và đặt xuống là xong thôi. Như các bạn thấy thì rất dễ dàng đúng không? Sau đó các bạn lấy tay giữ ở hai đầu thanh ram, đẩy mạnh xuống. Ok, như vậy là chúng ta đã gắn xong rồi. Và chúng ta bóp đầu này lại. Ok, chúng ta đã gắn thanh ram rất là chắc. Bây giờ chúng ta không thể lấy lên được trước khi chúng ta gỡ hai chiếc khóa ở hai đầu này ra. Chúng ta gắn tiếp thanh ram còn lại vào vị trí màu đen. Ok, chúng ta cũng làm tương tự như vậy. Đẩy thật mạnh xuống. Rồi, chúng ta bóp lại. Như vậy, thanh ram của chúng ta đã được cố định vào bo mạch chủ. Tiếp theo, chúng ta gắn bộ ram 4GB bớt 2400 vào vị trí màu xám. Khá dễ thôi. Nếu như không làm hướng dẫn cho các bạn, thì mình sẽ gắn lần lượt. Nhưng mà làm hướng dẫn cho các bạn, mình sẽ gắn như thế này để các bạn không bị nhầm. Bây giờ chúng ta đẩy xuống. Rồi, như vậy là xong thôi. Chúng ta đóng khóa lại. Rất dễ dàng. Cuối cùng, chúng ta gắn thêm một thanh 4GB nữa vào vị trí màu xám. Ok, mình vừa chia sẻ với các bạn về bộ RAM co xe thì chúng ta mua sẽ có những gì và cách gắn bộ RAM đó vào trong máy làm sao cho hiệu quả và sử dụng được tốt nhất. Khi các bạn gắn RAM mới, các bạn không cần cài lại hệ điều hành, không cần cài lại phần mềm gì cả. Chúng ta chỉ việc khởi động máy lên và chạy lại như bình thường là được. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn có điều kiện, hãy tranh thủ mua RAM để phục vụ công việc của bạn được tốt hơn trước khi chúng lên giá. Hẹn gặp lại các bạn ở trong video sau. Tạm biệt các bạn.